ngắm nhìn các vật dụng, trang thiết bị mà lực lượng biệt động Sài Gòn từng sử dụng như máy đánh chữ, các loại vũ khí. Trải nghiệm đi thang máy cổ thời Pháp. Hay khám phá hầm chứa vũ khí, hầm nổi và hộp thư bí mật, nơi cất giấu vũ khí và tài liệu quan trọng của biệt động Sài Gòn. Sáng 24 tháng 5 năm 2023, Báo Thanh Niên đã phối hợp với công ty lữ hành Vietlux Tour tổ chức tour khám phá biệt động Sài Gòn dành cho các em có hoàn cảnh khó khăn trong đại dịch Covid-19, giúp các em hiểu hơn về văn hóa, lịch sử của dân tộc và thư giãn sau những giờ học tập căng thẳng. Đây cũng là dịp để các em được kết nối, chia sẻ và vui chơi cùng những người bạn mới, giúp vơi đi phần nào những tổn thương về tinh thần sau đại dịch. Đây là số đầu tiên của chuỗi hoạt động Ngày hè yêu thương nằm trong khuôn khổ chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời của Báo Thanh Niên. Những phần quà ý nghĩa đã được đại diện Báo Thanh Niên và nhà tài trợ là công ty lữ hành Vietlux Tour trao cho 18 em nhỏ mồ côi do dịch Covid-19, trước khi cả đoàn cùng nhau di chuyển đến các di tích gắn liền với lực lượng biệt động Sài Gòn như Bảo tàng biệt động Sài Gòn, hộp thư bí mật và hầm nổi của biệt động Sài Gòn hay hầm vũ khí bí mật ngay giữa trung tâm Sài Gòn. Được để gì? Tiền, vàng, thuốc men, nói chung là những cái vật phẩm nhỏ đó sẽ giấu ở trong những cái lon này. Đây là một trong những cái hầm bí mật đó con. Các cô chú biệt động Sài Gòn hồi xưa đó là có gì là sẽ chui xuống dưới đây. Đấy, có cái hầm bí mật ở dưới đó. Con thấy vậy ha? Dạ. Không, con không ngủ được tại vì con thích đi khám phá những cái lịch sử Việt Nam. Em là một người khá là háo. Khi mà nghe bác trùng thuật lại cái chuyện hồi xưa thì con cũng thấy rất là ngưỡng mộ. Tại vì những cái đường đi rất là hay, những cái cô chú biển động Sài Gòn rất là tài giỏi. Rất là vui và rất là thú vị. Biết lại cho con biết nhiều thêm về lịch sử của Việt Nam mình. Nếu mà có tổ chức về những cái tour đi tham quan như thế này thì con vẫn sẽ đi để tìm hiểu thêm về đất nước Việt Nam. Không chỉ tham quan các di tích gắn liền với biệt động Sài Gòn trong những năm 60 của thế kỷ trước, các em còn được khám phá Dinh Độc Lập và hòa mình vào các trò chơi ngoài trời để tăng sự gắn kết. Dạ, hôm nay em đã được đi theo các đoàn và có được những người bạn mới như là bạn Xuân, bạn Thảo, bạn Tài và bạn Vi. Chúng em sẽ tiếp tục tham gia với nhau để có những kỷ niệm đẹp hơn. Kể từ khi mất ba sau đại dịch Covid-19, em Hồ Việt Hậu, học sinh lớp 5, trường tiểu học Hiệp Tân, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, phải trải qua giai đoạn vô cùng khó khăn. Vì con trai còn nhút nhát nên chị Đặng Thị Hạnh quyết định nghỉ làm một ngày để đồng hành cùng con, với mong muốn con mình sẽ hòa đồng hơn với các bạn và có thể tự lập trong tương lai. Bé nhà em còn nhút nhát trong cái giao tiếp của ngoài xã hội. Em muốn cho đi xin đi với con để con được có tự tin hơn, để lần sau là có thể là đi cùng với cô chú, không có mẹ đi cùng cũng được. Cảm ơn Báo Thanh Niên và bên du lịch đã tổ chức cho tụi con có một cái chuyến đi rất chi là bổ ích, cho tụi con được học hỏi và được tham quan các những hoạt động Sài Gòn hồi xưa, để cho con về được học hỏi thêm ở ngoài. Có thể nói là tour biệt động Sài Gòn này nó mang một ý nghĩa hết sức đặc biệt, đó là lữ hành Vietlux Tour chúng tôi đã phối hợp cùng Báo Thanh Niên để cùng nhau thiết kế cũng như là tổ chức chương trình tour hoàn toàn miễn phí dành cho các bé có hoàn cảnh đặc biệt. Đó là các bé mất cha, mất mẹ hoặc mất cả cha và mẹ trong cái đợt dịch Covid-19 vừa qua. Đó, do đó cái chương trình này đã được chúng tôi là thiết kế cách sao cho nó phù hợp nhất về cái nội dung tham quan, điểm đến, cũng như vừa có thể giúp các bé có thể truyền tải được những cái thông điệp, ý nghĩa của điểm đến, văn hóa lịch sử của thành phố Hồ Chí Minh, vừa có thể giúp các bé có thể là vui chơi, thư giãn, giải trí và kết nối cùng nhau. Những chương trình đặc biệt như thế này thì lữ hành Vietlux Tour chúng tôi cũng sẽ tiếp tục phát huy và thực hiện thêm nhiều chương trình nữa trong thời gian tới, bên cạnh các hoạt động đóng góp của doanh nghiệp dành cho cộng đồng trong suốt thời gian qua.
Kể từ khi được phát động vào tháng 9 năm 2021, chương trình Cùng Con Đi Tiếp Cuộc Đời của Báo Thanh Niên đã hỗ trợ khẩn cấp cho hàng ngàn trẻ mồ côi vì Covid-19, đồng thời là cầu nối để các nhà bảo trợ đồng hành và giúp đỡ các em. Đến thời điểm hiện tại, Báo Thanh Niên đã kết nối để các nhà hảo tâm bảo trợ cho gần 350 trẻ mồ côi với tổng số tiền gần 50 tỷ đồng.